Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cùng nhau một cái kỹ thuật ở trong Photoshop, đó là kỹ thuật che giấu một phần của hình ảnh. Che giấu thì ở đây là đúng với cái từ mà chúng ta sử dụng, có nghĩa là không cho nó hiển thị lên trên màn hình, nhưng mà không phải là xóa đi, không phải là tẩy xóa đi, không phải là bỏ nó đi. Đấy, chỉ là một phần nào đó chúng ta không cho nó xuất hiện thôi. Thế thì chúng ta có ba kỹ thuật sẽ được sử dụng ở trong cái thao tác đó. Đó là dán một cái vùng hình ảnh vào trong một vùng chọn, bọc một layer này vào một layer khác và tạo một cái mặt nạ để che chắn cái phần hình ảnh mà chúng ta muốn giấu nó đi. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn như là bây giờ tôi có một cái ảnh có cái sông nước như thế này chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn cắt cái con vịt này ra và tôi đưa nó vào đấy cho nó bơi trên sông chẳng hạn. Đó, bây giờ chúng ta cùng nhau cắt cái con vịt này ra, chọn cắt con vịt ra nhé. Chọn này, copy này, sau đó chúng ta ví dụ chúng ta dán nó vào đây. Thế thì khi mà con vịt được đặt vào đây, rõ ràng là chúng ta đang đặt nó ở trên mặt sông đó. Tuy nhiên là thực tế thì chúng ta đang thấy là con vịt nó không nằm ở trên mặt nước. Đấy. Thế bây giờ muốn mà làm cho cái con vịt này nó nằm ở trên mặt nước chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có một thao tác, chúng ta sẽ làm ẩn giấu một phần nào đó của con vịt này đi. Chứ nếu mà để nguyên như thế này, rõ ràng là nó đang không thực sự là nằm ở trên nước. À. Thế thì để mà xử lý cái việc này thì chúng ta sẽ làm việc với lại một cái kỹ thuật, đó là tạo mặt nạ. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử như thế nào gọi là mặt nạ. Mặt nạ là một cái dạng mà nó cho phép hiển thị hoặc là ẩn giấu một phần của hình ảnh ở trên một layer đi, bất kể là trên layer đó nó là cái gì. Có thể là điểm ảnh, có thể là sharp layer, cũng có thể là đối tượng dạng smart object. Thế bây giờ để tạo một cái mặt nạ thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái layer mà chúng ta muốn giấu một cái phần hình ảnh. Sau đó thì các bạn bấm vào cái biểu tượng tạo mặt nạ gọi là lệnh S Layer Mask. Sau khi mà chúng ta nhấn chọn lệnh S Layer Mask thì các bạn nhìn thấy ở trên cửa sổ layer nó xuất hiện thêm một cái phần trắng như thế này. Đây chính là cái mặt nạ. Mặt nạ này nếu như màu trắng thì chúng ta sẽ thấy rằng là con vịt hoàn toàn vẫn hiển thị đầy đủ, không có bị thiếu đi cái gì. Tuy nhiên nếu như chúng ta tô vào cái mặt nạ này bằng một màu hoặc là đen hoặc là xám thì chúng ta sẽ giấu một phần của cái con vịt này đi. Tương ứng với cái vùng nào mà có màu đen thì con vịt này nó sẽ bị giấu đi. Còn nếu mà tương ứng với vùng màu xám thì nó bị che mờ, không giấu đi hoàn toàn. Đấy, còn đối với những cái vùng mà màu trắng ở trên mặt nạ thì nó sẽ giữ nguyên, không bị ẩn giấu cái phần điểm ảnh nào cả. Thế bây giờ tôi sẽ thử sử dụng cái công cụ bút này. Bây giờ chúng ta thiết lập cái màu điểm cạnh là màu đen. Đó, chúng ta lấy màu đen. Sau khi lấy màu đen rồi thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ bút hoặc bất kỳ một công cụ nào, miễn là nó đưa được màu vào trong cái mặt nạ này. Bây giờ tôi sẽ chọn để tôi đưa vào. Nhưng các bạn lưu ý là ở trên một layer như thế này thì nó sẽ có hai thành phần. Một thành phần là cái điểm ảnh hay là đối tượng chính ở trên layer, và một phần là cái mặt nạ. Và chúng ta thao tác trên cái phần nào thì các bạn hãy bấm vào đúng cái phần đấy. Bởi vì nếu mà các bạn bấm sai thì nó sẽ trực tiếp là vẽ vào đối tượng chứ không phải là vẽ vào cái mặt nạ. Ví dụ đây, tôi làm như thế này là chúng ta đang vẽ vào trong cái con vịt chứ không phải là vẽ vào mặt nạ. Do đó bây giờ cậu phải Ctrl Alt Z vì bỏ cái này đi và chúng ta bấm chọn sang đây
khi nào các bạn nhìn thấy là bốn cái góc nó có bốn cái đường viền trắng mảnh mảnh này nó bao xung quanh thì cái đối tượng đấy là đối tượng đang được chọn đấy. Và bây giờ ví dụ tôi chọn được cái mặt nạ rồi, các bạn quan sát tôi vẽ vào đây thì các bạn thấy rằng là con vịt nó chìm một phần xuống đó, nó chìm một phần xuống và bây giờ trông có vẻ giống như là nó đang nằm bập bềnh của bềnh ở nước. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta tô màu đen hoàn toàn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ giống như là bị mất đấy, nó bị cắt mất. Chứ nếu như mà bây giờ chúng ta muốn là tạo ra một cái cảm giác là nó chìm một phần xuống thì chúng ta cũng sẽ muốn là nhìn thấy được một cái phần nó đang chìm ở dưới nước cơ. Thế thì thay vì việc là chúng ta sử dụng màu đen hoàn toàn thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại, chúng ta lấy một cái màu ghi ghi thôi đấy. À, với cái màu ghi ghi này chẳng hạn thì khi mà tôi tô nhẹ vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta còn nhìn thấy được một phần lấp ló của cái con vịt nó đang chìm ở dưới nước đấy. Như thế này thì nó sẽ giống hơn. Thực tế thì con vịt này không hề bị mất đi một pixel nào cả đấy, nó vẫn đầy đủ hoàn toàn. Chỉ có điều do chúng ta đã áp dụng một cái mặt nạ che phủ lên trên với các màu trắng, đen và ghi, cho nên là chúng ta thấy một phần của con vịt nó có vẻ như là bị che giấu hoặc là nó có vẻ bị mờ đi và gây ra một cái cảm giác, một cái ảo giác là con vịt đang bị chìm xuống dưới nước. Nếu như tôi hủy bỏ hoặc là tôi tạm thời vô hiệu hóa cái mặt nạ này đi thì chúng ta sẽ lại thấy con vịt đầy đủ như là ban đầu. Để vô hiệu hóa một cái mặt nạ thì các bạn có thể là giữ shift và các bạn kích vào cái mặt nạ đó. Thì các bạn thấy là khi chúng ta thao tác như vậy thì sẽ xuất hiện một cái dấu gạch chéo màu đỏ ở đây, là tạm thời đang cho nó tạm nghỉ đó, và chúng ta lại thấy đầy đủ. Còn nếu giữ shift một lần nữa mà kích vào đây thì chúng ta lại cho nó hoạt động trở lại và lúc này nó lại có tác dụng che chắn. Thế còn nếu như trong quá trình mà làm mà chúng ta lại thấy rằng là cái thao tác của chúng ta nó chưa được hoàn hảo, nó vẫn còn những cái điểm mà nó chưa được như ý thì chúng ta có thể điều chỉnh đó. Điều chỉnh thì chúng ta sẽ lấy màu trắng, chúng ta tô vào. Màu trắng tô đến đâu thì chúng ta sẽ làm cho cái điểm ảnh ở đó nó được khôi phục lại. Ví dụ tôi thấy con vịt thế này là chìm sâu quá đó, có thể là nó là một cái con vịt bơm hơi cho nên là nó cũng tương đối nhẹ đấy, và nó nổi cũng bập bềnh lên trên mặt nước, do đó thì tôi muốn là nó phải chìm ít thôi đấy. Thì tôi có thể là sử dụng cái bút trắng, bút với lại cái màu tô trắng, tôi tô lại vào đây và tôi tô đến đâu thì cái con vịt nó lại nổi lên đến đó, nó giảm bớt cái phần hình ảnh mà bị chìm ở phía dưới đi. Thế như thế là chúng ta đã có thể là che giấu được một cái phần hình ảnh nào đó. Tương tự như thế thì ví dụ như là chúng ta còn có thể là tô theo một cái cung cách khác, đó là tô màu chuyển. Tô màu chuyển thì chúng ta cũng tô bằng màu đen và trắng thôi, và khi chúng ta tô màu chuyển như thế thì nó sẽ che phủ mờ dần. Đây ví dụ bây giờ tôi làm một cái bóng đổ ngược nhé, ví dụ như này. Bây giờ chúng ta cũng làm lại cái thao tác như vừa nãy đi, Ctrl G, tôi nhân bản một cái con vịt này lên. Sau đó thì tôi sẽ lật ngược nó lại bằng cách là sử dụng Edit, chúng ta sử dụng Transform và chúng ta chọn Flip Vertical chẳng hạn. Thì lúc này tôi có một cái con vịt đã được đảo ngược lại và tôi sẽ kéo nó xuống dưới như này. Bây giờ đối với cái con vịt này tôi cũng sẽ xử lý nó Ctrl G nữa đi, để chúng ta có được một cái con vịt mẫu ở phía trên đấy, ví dụ như này. Thế bây giờ khi mà tôi muốn làm cho cái con vịt này nó trở nên là có một cái bóng đổ xuống dưới thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nhưng trước hết tôi muốn nới rộng cái này ra một chút, và image và canvas size tôi muốn là nới cái này ra. Nới gấp đôi đi xuống phía dưới. Nào, bây giờ chúng ta
chúng ta có một hình ảnh như thế này. Và bây giờ nếu như mà tôi muốn làm cái bóng thì tôi cũng sẽ làm như vừa nãy, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ đấy, và mặt nạ lúc này của chúng ta là mặt nạ trắng, do đó thì nó vẫn thấy đầy đủ. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái công cụ tô màu chuyển. Các bạn hãy nhớ rằng là có ba cái chế độ mà chúng ta vẫn cứ nói với nhau khi mà giới thiệu về cái phép tô chuyển, thì tôi có đặc biệt đề cập tới ba cái tùy chọn ban đầu, đó là foreground to background, foreground to transparency, và cuối cùng là cái black and white. Chính chế độ này là một trong những chế độ mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong cái quá trình mà làm việc trên mặt nạ, tức là tô chuyển để mà chúng ta sẽ dìm nhẹ một cái nào nó đi. Thì đây, bây giờ chúng ta sẽ tô vào đây. Các bạn quan sát là thứ nhất là chọn kiểu tô, thứ hai là chọn cái cách tô, là tô đầu nào đen đầu nào trắng, đúng không? Đây, ví dụ tôi chọn reverse lại đi như thế này, thì các bạn sẽ thấy rằng là bằng cách như thế này thì tôi có thể là làm cho cái hình của con vịt này nó sẽ làm sao đấy ạ, nó bị mờ đi như này đấy. Tôi có thể là điều chỉnh bằng cách là kéo cái phép tô này nó dài hay nó ngắn, phần đen nhiều hay phần trắng nhiều, phần đen bắt đầu từ đâu, phần trắng bắt đầu từ đâu, và bằng cái việc mà thay thế chỉnh sửa cái phép tô ở trên mặt nạ này thì chúng ta sẽ có những cái bóng nó trở nên là rõ hay là mờ. Rất nhiều các sản phẩm các bạn nhìn thấy ở trên các trang web hay là trong các catalog giới thiệu sản phẩm thì người ta rất hay đặt cái kiểu gọi là bóng đổ xuống mặt gương hay mặt hồ như thế này đấy. Cũng có khả năng là họ thuê một cái đội chụp chuyên nghiệp thực sự đấy, họ cũng bài trí các cái sản phẩm với một cái mặt phản quang như thế để họ chụp ảnh đấy, nhưng cũng có những cái công ty là họ hoàn toàn là họ tự xử lý đấy, bằng cách là nhân bản cái sản phẩm và lật ngược nó lại, kèm thêm một cái thao tác là xử lý ở trên cái mặt nạ như thế này, thì là họ cũng có thể tạo ra được những cái hình ảnh và giới thiệu sản phẩm nó cũng tương đối là bắt mắt, chứ không nhất thiết là phải thuê cái đội ngũ chụp chuyên nghiệp để làm cái việc này. Thế thì bây giờ chúng ta nói thêm một số các vấn đề như thế này. Ví dụ như là khi mà chúng ta có một cái mặt nạ thì chúng ta sẽ làm theo những cách như thế nào. Chúng ta có thể tạo mặt nạ rồi chúng ta sẽ tô vẽ vào đấy, hoặc là chúng ta có thể can thiệp bằng cách là đặt thêm những cái vùng chọn ở trong mặt nạ đó đấy, hoặc giả nếu như mà chúng ta có một cái vùng chọn trước thì nó sẽ như thế nào. Đây, bây giờ tôi lại tắt bỏ cái này đi, tôi mở lại cái hình ảnh gốc ví dụ. Bây giờ chúng ta đang có một cái ảnh như thế này, thì tôi muốn là lọng cái con vịt này ra khỏi cái nền đấy. Thế thì chúng ta có hai phương án, một là chúng ta xóa hoàn toàn cái nền này đi, thì các bạn cũng đã biết cách rồi, đó là chúng ta thay đổi cái lớp background này thành ra là layer 0, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái tay Magic Wand hoặc là background erase này, và chúng ta sẽ một cái cách khác, đó là tôi có một cái vùng chọn, sau khi có vùng chọn rồi thì tôi sẽ tạo mặt nạ. Để ý thao tác trước qua sau nhé, vừa nãy là chúng ta không có một vùng chọn nào cả mà chúng ta tạo mặt nạ trước, sau đó rồi chúng ta mới tô vẽ bằng cái màu đen xám vào trong mặt nạ. Thế còn bây giờ thì tôi có một vùng chọn trước, sau đó thì tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng là tạo mặt nạ, thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có cái thao tác là mặt nạ này nó sẽ che hết tất cả những cái gì ngoài vùng chọn đi. Đấy. Thế nó giấu luôn toàn bộ cái phần mềm đi, nó chỉ còn giữ lại cái đối tượng của chúng ta. Thế thì trong trường hợp này thì nền cũng thực sự là không bị mất đi, đúng không? Khi tôi tạm thời vô hiệu hóa cái mặt nạ này thì các bạn lại nhìn thấy nền trắng, tôi kích hoạt lại thì nó lại giấu nền đi. Thì như vậy là chúng ta có hai cái phương cách làm, một là tạo mặt nạ trước đấy rồi mới tô vẽ các màu đen xám vào,
để chúng ta giấu những cái phần nào chúng ta không muốn. Hai là chúng ta tạo vùng chọn trước để chúng ta xác nhận là cái vùng nào sẽ tồn tại, đấy, vùng nào được hiển thị, và sau đó thì chúng ta mới nhấn vào cái nút lệnh tạo cái mặt nạ. Thì khi có một vùng chọn trước rồi thì cứ cái nào nằm ngoài cái vùng chọn đó thì sẽ bị mặt nạ giấu đi, mặc nhiên là những cái vùng ở ngoài mặt nạ, à, ngoài vùng chọn sẽ bị tô màu đen và nó sẽ giấu đi. Thế như vậy là chúng ta đã làm quen với lại một cái phương pháp để giấu một cái phần hình ảnh đi. Bây giờ chúng ta xem một cái trường hợp khác, đó là chúng ta bọc một cái layer vào trong một layer khác. Thì chúng ta xem để xem là nó sẽ như thế nào nhé. Ví dụ tôi có một cái chữ hay là có một cái đối tượng nào đó, sau đó thì tôi muốn là tạo ra một cái chất liệu tô khác biệt đi. Chúng ta có thể tô màu này, chúng ta có thể là tô một cái pattern hay một cái gì đó đấy, nhưng bây giờ tôi muốn là tô bằng một cái ảnh ví dụ thế. Bây giờ chúng ta làm thử một cái lệnh như thế này nhé. Nếu nếu mà chúng ta đưa hình ảnh vào thì tôi muốn là tìm một cái phông nào đó nó tương đối dày một chút, chúng ta tìm mà chúng ta đổi phông cho nó đi. Ví dụ tôi cần một cái phông dày dày, chúng ta lấy phông impact đi, ví dụ thế. Sai rồi, thằng này đây. Và chúng ta giảm cái khoảng cách giữa các cái dòng này để cho cái chữ và cái số nó tương đối sát vào nhau. Đấy, ví dụ thế. Bây giờ tôi tìm kiếm một cái ảnh nhé, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm một cái ảnh. Sao ví dụ tôi lấy một cái hình ảnh thế này chẳng hạn. Bây giờ chúng ta lưu nhé, lưu hình ảnh này ra desktop đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái thao tác như sau. Tôi nhập cái hình ảnh này vào bằng lệnh place.
À, bây giờ chúng ta sẽ xem ở trong cái cửa sổ layer này thì chúng ta có hai layer, một layer là chứa chữ, một layer là chứa cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới nhập vào. Đấy. À, bây giờ chúng ta muốn là tô cho cái chữ nghĩa của chúng ta vừa chọn vừa rồi, à, thay vì bằng một màu hay bằng một mẫu pattern hay bằng một cái gì đó thì tôi sẽ tô nó bằng hình ảnh. Và để thực hiện việc này thì tôi sẽ thực hiện lệnh như sau. Về mặt bản chất thì vừa nãy tôi đã giới thiệu đó là bọc một layer phía trên và một layer phía dưới, và do cái layer ở phía trên to hơn layer phía dưới cho nên là nó sẽ chỉ hiển thị giống như những cái diện tích và hình hài của layer phía dưới thôi. Đây, các bạn quan sát vào trong layer, chúng ta vào trong lệnh gọi là clipping mask. Đấy. Khi tôi nhấn lệnh này hoặc là tôi sử dụng kiểm tắt là an control g thì các bạn sẽ thấy là cái layer phía trên đã được bọc vào cái layer phía dưới đấy, và lúc này thì layer phía dưới nó sẽ mang hình dáng tức là layer phía dưới thì nó sẽ mang điểm ảnh, mang màu sắc, mang cái nội dung của layer phía trên, còn layer phía trên thì nó sẽ bọc lại, và lúc này chúng ta chỉ nhìn thấy hình dáng của nó thông qua cái hình dáng và diện tích của cái layer ở phía dưới. Thế và tôi hoàn toàn có thể là điều chỉnh cái vị trí để cho ở trong cái chữ này của tôi hay là cái layer phía dưới nó hiển thị ra cái hình gì thuộc về cái phía trên. Nếu mà lấy một cái hình ảnh để mà chúng ta có thể hình dung ra về cái thao tác thì tôi sẽ lấy một hình ảnh như thế này cho mọi người dễ hình dung. Nó giống như là chúng ta có một cái kẹo ấy. Đó. Một cái kẹo thì viên kẹo thì nó sẽ bé hơn là cái giấy bọc. Đấy, nếu như giấy bọc mở ra thì xòe rộng ra thì nó rất là to. Nhưng mà khi mà chúng ta gập chặt nó vào với cái viên kẹo thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy cái giấy kẹo dưới cái hình dáng và diện tích của cái viên kẹo thôi. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta đang bọc cái layer phía trên vào cái layer phía dưới. Đấy, điều kiện nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần là cái dưới bé hơn cái trên thì cứ cái chỗ nào mà nó bé hơn thì là chúng ta sẽ không nhìn thấy điểm ảnh của cái layer phía trên. Thế muốn tháo ra thì chúng ta sẽ tháo theo cái cách ngược lại, làm ở đâu thì tháo ở đó. Thì chúng ta lại vào layer, chúng ta lại vào cái vị trí mà chúng ta gọi lệnh vừa rồi. Thế nhưng mà nó đã bọc rồi cho nên là bây giờ nó sẽ nhận một lệnh khác, đó là lệnh release, tháo rỡ ra, đúng không? Release clipping mask. Phím tắt thì vẫn thế, nhấn một lần là bọc, nhấn lần thứ hai là tháo. Thế còn nếu mà các bạn không muốn là làm việc với lại layer thông qua cái lệnh ở trong menu này thì các bạn có thể là làm việc trực tiếp. Thế thì thao tác làm việc trực tiếp thì các bạn lưu ý một chút. Cái layer mà được bọc qua layer bên dưới ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái sự khác biệt so với cái layer thông thường. Một layer thông thường thì nó sẽ nằm sát vào lề bên trái của cửa sổ layer. Nhưng mà đối với một layer mà được bọc vào thì nó sẽ có một cái dấu hiệu mũi tên chọn xuống dưới ở đây. Và bản thân nó thì nó sẽ bị thụt sang phía bên lề phải một chút so với các layer thông thường. Thế và bằng cách là nhấn phím an và các bạn trỏ vào cái ranh giới giữa cái layer bọc và layer được bọc ở phía dưới thì kích vào một cái thì nó sẽ tháo ra. Nếu mà tôi lại vẫn giữ thao tác đó, tôi kích lại một lần nữa thì nó lại bọc lại. Đấy, thao tác này thì có lẽ là nó sẽ nhanh hơn là chúng ta làm việc bằng cái lệnh ở trong cái menu kia. Thế như vậy là chúng ta đã làm quen thêm một cái kỹ năng thứ hai, là cái kỹ năng bọc một layer vào một cái layer khác. À, bây giờ chúng ta lại làm thêm một cái ví dụ nữa như thế này. Chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật thứ ba như tôi đã nói, đó là chúng ta dán một cái vùng hình ảnh được copy vào bên trong một vùng chọn cho sẵn. Đây, bây giờ mọi người lại quan sát lên đây. Bây giờ tôi tháo dỡ cái này ra nhé. Nhấn an, click vào đây, tháo dỡ ra, và bây giờ tôi bỏ cái thằng đấy, tôi không giữ nó nữa. Thì chúng ta lại có cái gì đây nhỉ? Một cái chữ như thế này. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác là tôi giữ control và tôi kích vào trong cái
thumbnail của cái chữ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vùng chọn này nó được tải lên đúng như là hình dáng của cái chữ. Tôi chỉ cần thế này thôi, cái mà tôi cần là một vùng chọn đó. Bây giờ tôi lại làm việc với cái ảnh này và tôi sẽ thao tác là Ctrl A, Ctrl C, chọn hết tất cả và copy. Bây giờ tôi quay trở lại đây, các bạn sẽ xem lại cái thao tác này giúp tôi. Nếu như tôi dán bình thường thì sao ạ? Edit Page thì tôi sẽ có một cái hình ảnh được dán vào như thế này, đúng không? Nhưng bây giờ thay vì việc là dán như thế, tôi sẽ làm như sau: tải vùng chọn lên, sau đó copy từ cái này. Tiếp theo tôi sẽ làm cái thao tác dán, nhưng lần này thì không phải dán một cách thông thường mà tôi sẽ dán một cách chủ đích, có chỉ định vào bên trong cái vùng mà tôi yêu cầu. Edit, thay vì sử dụng lệnh paste này thì tôi sẽ sử dụng lệnh paste special. Và khi cái tùy chọn này mở ra thì tôi sẽ chọn là paste into. Tất nhiên bây giờ các bạn thấy là cái lệnh này nó không được hiển thị, vì sao? Chúng ta đang chọn vào một cái layer mà đang bị tắt đi, do đó thì tôi phải chọn vào cái lớp mà đang hoạt động đã. Bây giờ chúng ta làm lại, edit paste special, chúng ta chọn là paste into. Khi tôi nhấn lệnh paste into thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vùng hình ảnh đã được dán vào bên trong vùng chọn, và chỉ có chỗ nào tương ứng với lại cái vùng chọn thì nó mới hiển thị thôi. Thế còn chỗ nào mà không tương ứng vùng chọn thì nó bị giấu đi. Thực tế thì các bạn nhìn thấy là nó đã phát sinh ra một cái mặt nạ màu đen, nó che tất cả những cái gì mà nằm ngoài cái vùng chọn đi. Thế thì sẽ có một cái sự thắc mắc là cái thao tác này thì khác gì so với lại cái thao tác mà làm cái mặt nạ lúc trước, đúng không ạ? Thực ra thì nó có điểm giống nhau, vì thực tế là hai thằng này đều dựa trên cái cơ chế mặt nạ để mà che giấu, nhưng thao tác thì nó có cái sự khác biệt đó. Đó, thao tác nó khác ở cái gì và trong cái cửa sổ layer nó khác cái gì thì chúng ta cũng để ý xem. Một cái mặt nạ mà chúng ta chọn bằng cái lệnh create vectormask này thì các bạn sẽ thấy là sau khi mà tạo xong thì giữa cái điểm ảnh và cái mặt nạ này nó sẽ có một cái gì đây nhỉ? Nó sẽ có một cái xích, nó xích lại. Và khi mà tôi kéo đi thì bất kể là tôi kéo lên trên xuống dưới di dịch đến đâu thì cái ảnh và cái mặt nạ nó cũng sẽ đi cùng nhau, có nghĩa là vị trí hiển thị của các điểm ảnh nó bất biến. Tuy nhiên khi mà tôi làm cái lệnh là paste into thì cái xích này là không có, do đó thì chúng ta sẽ thấy là mặt nạ và điểm ảnh là hai thứ cùng tồn tại với nhau nhưng lại thiếu đi sự ràng buộc về mặt vị trí. Tôi có thể bấm vào cái ảnh này và tôi dịch nó sang một vị trí bất kỳ mà tôi muốn. Đấy, tôi có thể dịch một vị trí bất kỳ tôi muốn. Hoặc là ngược lại là tôi bấm vào cái mặt nạ, tôi di chuyển cái mặt nạ đi sang một vị trí mới mà tôi muốn. Đấy, nhưng nếu mà tôi bấm vào đây, tôi khóa nó lại thì lúc này hai thằng giống như nhau. Đấy là về mặt hành động ở trên cửa sổ layer. Thế còn cái khác trong thao tác thì chúng ta cũng thấy rồi. Đối với cái lệnh paste into thì điều kiện tiên quyết là kiểu gì tôi cũng phải có một cái vùng chọn trước thì tôi mới làm được cái việc đó. Điều thứ hai là tôi phải có một cái thao tác copy. Đấy, thì tôi mới có cái để tôi dán vào bên trong vùng chọn. Thế còn ở bên cái thao tác mà tạo mặt nạ kia thì chúng ta không có thao tác copy đó. Đó, có thể có vùng chọn hoặc không có vùng chọn. Khi nào có vùng chọn thì trông có vẻ giống giống. Đấy, còn nếu mà không có vùng chọn thì chúng ta sẽ không thấy cái cách làm nó giống nhau nữa. Đấy, giống nhau là chỉ ở cái góc độ là gì đấy, cùng có cái mặt nạ phát sinh thôi. Đấy, còn cái cung cách làm thì nó sẽ rất khác nhau. Cái mask kia thì hoàn toàn các bạn có thể tạo vùng chọn rồi các bạn tạo mask. Đấy, hoặc là tạo mask trước rồi thì sẽ tạo vùng chọn sau rồi tô vẽ vào trong vùng chọn hoặc ngoài vùng chọn, vân vân. Thì nó sẽ có cái sự linh hoạt hơn rất là nhiều so với lại cái cách mà làm paste into. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta xem thử một cái đây, minh họa thử một cái bài tập đi.
Tôi dùng một cái bài tập này sẽ đưa cho các bạn, thì chúng ta sẽ dùng luôn cái này để chúng ta thử nghiệm luôn. Chúng ta sẽ lấy một cái bài tập để mà thực hiện luôn thử cái này nhé. Chúng ta lấy bài tập đây, minh họa luôn thông qua hai bài tập. Một ảnh này, hai ảnh này, ba ảnh này, bốn ảnh này, và đây là cái kết quả. Ở trong này thì chúng ta sẽ thấy là có sự cắt ghép giữa các vùng hình ảnh này, sự bọc các cái text này bằng các hình ảnh, và cũng có sử dụng cái kỹ thuật là layer style làm nổi các cái đối tượng này lên. Thế thì bây giờ đây là bài mẫu. Tuy nhiên là tôi sẽ trình bày bằng cách là thực hiện luôn ở trên các cái bài gốc này. Đó, đây là cái file mà làm nền, làm background. Do đó thì tôi chỉ việc là xử lý, chọn những cái đối tượng ở đây thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là tôi sẽ trình bày lần lượt theo ba cách khác nhau. Đó, trước hết là tôi copy này, Ctrl A, copy. Tôi lấy toàn bộ cái ảnh liên quan tới cái hòa dương. Sau đó thì quay trở lại đây, tôi làm cách paste into nhé. Đây, chúng ta tạo một cái vùng chọn, sau đó thì chúng ta sẽ dán vào đây, edit, paste special, paste into, thì chúng ta sẽ có cái, chúng ta sẽ có cái hình ảnh được đưa vào bên trong. Đó, bây giờ cũng làm tương tự như thế. Bây giờ Ctrl A, Ctrl C, copy, và bây giờ tôi lại dán tiếp vào đây, giữ Ctrl kích vào mặt nạ để tải vùng chọn lên. Sau đó thì chúng ta sẽ lại sử dụng lệnh gì đây ạ, edit, paste special, paste into, tôi lại dán tiếp vào đây. Trong bài mẫu chúng ta nhìn thấy là nó có cái gì nhỉ, lá ở dưới và hoa ở trên. Ok, bây giờ để giấu cái phần này đi thì tôi sẽ thực hiện thêm cái thao tác tô vẽ vào đây như sau. Tôi sẽ xử lý vào trong cái mặt nạ này. Lá ở dưới có nghĩa là chúng ta sẽ che cái phần này đi. Chúng ta sẽ làm như sau, tôi xóa bỏ bớt cái phần vùng chọn này đi, xin lỗi, đây phần này. Và chúng ta sẽ tiến hành tô vào cái mặt nạ này, hoặc là sử dụng bút vẽ chúng ta vẽ vào đây. Bây giờ tô cho nó nhanh, edit fill, chúng ta sử dụng lệnh black tô vào cái mặt nạ của cái lớp mà chứa cái lá này. Sau khi mà chúng ta tô vào đây thì nó sẽ giấu đi một phần đấy, và chúng ta sẽ có một nửa nọ nửa kia, nửa là hoa nửa là lá như này. Đối với bài mẫu thì các bạn nhìn thấy là nó có thêm một cái phần hiệu ứng, đó là hiệu ứng tạo quầng sáng ở bên ngoài này. Cái này nó gọi là outer glow, nó nằm ở trong layer style. Thế để gán cho cái này thì chúng ta sẽ làm như sau, chọn cái layer ở dưới, sau đó thì chúng ta sẽ vào layer, trong layer này chúng ta chọn layer style và chúng ta chọn outer glow. Outer glow nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái quầng sáng chạy ra bên ngoài cái đối tượng đang được chọn, bằng cách là thay đổi màu sắc này. Thì chúng ta vào đây, các bạn có thể chọn một màu bất kỳ nếu các bạn thích. Trong bài mẫu thì nó là màu trắng thì chúng ta cũng chọn màu trắng. Đó. Thế còn là chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn nữa, ví dụ như opacity, độ trong đục của cái bóng, đúng không, hoặc là cái size bóng lớn hay là bóng bé. Đó, split này, độ đậm đặc hay là độ mềm mại của cái bóng. Thế và sau khi mà chúng ta điều chỉnh những cái thao tác này cho nó phù hợp rồi thì các bạn còn có thể gia giảm opacity, độ trong đục của cái bóng, nhấp ok, vậy thì tôi có thể đưa được cái bóng cho cái này. Thế còn cái phần mà cái chữ ấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Cái mà tôi cần là một cái vùng chọn để tôi có thể là dán vào,
Thế cho nên là tôi sẽ thay vì việc là đánh cái chữ thực sự thì tôi sẽ đánh cái chữ bằng bằng cái công cụ tạo vùng chọn chữ, đúng không? Đây, tôi sẽ đánh cái chữ vào đây, giảm cái size ra đi. Đó, ví dụ tôi đánh cái chữ vào đây. Định nghĩa lại một chút là bên lề trái nhé. Phông thì có lẽ là chọn một cái phông nó dày dày một tí, impact đây cho nó dày thật một tí. Đấy. Sau khi chúng ta đánh xong chữ và chúng ta thoát ra ngoài thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đã có được cái vùng chọn hình chữ, đúng không? Đây chính là cái bài mà buổi trước chúng ta đã nói. Thế còn việc bây giờ của chúng ta là gì đấy ạ? Lại copy những cái mà thứ chúng ta cần. Đây, ví dụ copy cái này, sau đó thì lại quay trở về cái bài này và chúng ta lại chọn menu edit paste special paste into. Đến bây giờ thì chúng ta đã đưa được cái nội dung ảnh vào bên trong. Các bạn có thể co kéo, có thể thay đổi cái vị trí để làm sao cái hoa văn này nó chui vào cái vị trí mà chúng ta cần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái thao tác nữa là làm cho cái chữ này nó nổi lên. Thì chúng ta cũng vào menu layer. Trong menu layer thì chúng ta vào layer style, vào bevel emboss để chúng ta làm cho nó dày lên. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái chữ được làm dày lên ngay và đồng thời nó được tô bằng hình ảnh chứ không phải là tô bằng các màu hoặc là các mẫu pattern thông thường. Thế thì đến đây chúng ta đã thử nghiệm cái phương án đầu tiên, đó là dán một cái vùng chọn, vùng ảnh vào trong cái vùng chọn đó. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái cách làm thứ hai. Cách làm thứ hai thì chúng ta sẽ tạo ra một cái vùng chọn trước. Tạo một layer mới. Ở layer mới này các bạn tô màu cho tôi để tạo ra một layer có cái điểm ảnh. Không cần quan tâm là cái vùng này có màu gì hoặc hoa văn gì hoặc là thông tin gì. Tôi chỉ cần một diện tích và một hình hài thôi. Sau đó thì chúng ta thực hiện lệnh copy. Đó. Sau đó dán vào đây. Paste. Lúc này là tôi chỉ paste, tôi dán nó vào thôi. Sau khi dán vào rồi thì tôi sẽ giữ an và tôi kích chuột vào gì đây ạ? Tôi kích chuột vào trong cái ranh giới giữa hai layer trên và dưới. Thì tôi đã bọc được cái hình ảnh này vào cái layer bên dưới. Tương tự như thế, bây giờ tôi lấy cái hình ảnh cái lá. Bây giờ chúng ta copy. Đó. Và chúng ta lại dán vào đây. Paste. Ctrl V, dán vào. Và bây giờ chúng ta muốn là nó bọc vào đến đâu thì các bạn làm rất là đơn giản, các bạn đặt vào vị trí các bạn cần. Sau đó thì lại nhấn an, lại kích một cái bắt nó làm sao đây ạ? Bọc vào bên dưới. Thế là chúng ta đã có được cái phần này. Thế và riêng đối với cái này thì chúng ta muốn làm cái hiệu ứng layer style thì chúng ta lại phải chọn cái layer dưới, tức là cái layer mà chứa chính là cái chúng ta vừa gọi là viên kẹo đấy ạ. Đó. Và chúng ta lại vào layer style, chọn outer glow để làm cái quầng sáng. Thì đến đây là chúng ta đã làm xong được cái phần ở giữa. Thế còn chữ thì trong trường hợp này thì chúng ta làm chữ thật. Đó. Tôi sẽ gõ cái chữ summer vào đây. Đây, bây giờ chữ tôi có rồi đúng không? Và tôi lại dán cái hình ảnh vào. Copy. Dán hình ảnh vào. Hình ảnh của tôi thì nó lại làm sao đây? Nó lại nằm che lên trên cái chữ. Và bằng cách là nhấn an lại bọc một lần nữa thì tôi sẽ bọc được cái chữ này bằng cái hình ảnh. Sau đó thì muốn làm dày lên thì tôi chọn layer chữ, vào layer style, chọn bevel emboss để làm dày lên. Thế là đến đây tôi đã thực hiện cái cách thứ hai là cách bọc một cái layer vào một layer khác. Đó. Thế còn cách thứ ba, bây giờ chúng ta xem tiếp cách thứ ba. Cách thứ ba thì chúng ta dán cái thằng này vào trước, copy này, dán này, Ctrl V, copy này, dán này, Ctrl V. Đến đây tôi có
hai cái đối tượng tôi cần rồi. Lúc này thì tôi mới tạo ra vùng chọn. Sau khi tạo ra vùng chọn rồi thì tôi mới chọn lần lượt từng cái một và tôi tạo ra cái mặt nạ. Thằng này cũng thế. Đấy. Thế còn đến đây thì tôi sẽ tiến hành là tô vẽ vào trong cái mặt nạ ở phía trên để tôi giấu bớt một phần đi. Edit Fill, tô màu black. Đấy. Và cũng tương tự, nếu mà hai cái layer như này thì để tạo ra outer glow thì tôi sẽ chọn cái layer dưới, tức là cái layer nào có mặt nạ mà nó có hình tròn đó, layer style outer glow. Ok, tạo được cái quần chữ thì chúng ta cũng sẽ làm theo cái thao tác tương đối giống như vừa rồi, có nghĩa là tôi lấy cái ảnh và tôi dán vào trước, copy đó, dán vào, đặt cái ảnh này vào vị trí mà tôi cần, sau đó thì tôi mới tạo ra cái vùng chọn. Sau khi tạo xong vùng chọn thì tôi sẽ tiến hành làm sao đây ạ? Tạo mặt nạ. Lập tức là nó sẽ giấu cái phần nằm ngoài cái vùng chọn đi. Và cuối cùng thì chúng ta cũng làm cho nó dày lên bằng cách vào layer style, và chúng ta sẽ chọn đây, bevel emboss để làm nổi lên. Như thế là một cái bài như thế này chúng ta đều có thể là thực hiện được đến kết quả cuối cùng. Không nhất thiết là các bạn sử dụng cái phương pháp là dán vào vùng chọn hay là bọc layer này vào layer khác hay là tạo mặt nạ, thì cách nào cũng được, miễn là cuối cùng là chúng ta giải quyết được cái vấn đề là về mặt thị giác nó giống như là cái yêu cầu của bài mẫu. Thế thì đấy là ba cái phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng để mà chúng ta che giấu một phần người nhảy đi đấy, và nó rất là lợi là trong cái trường hợp mà chúng ta muốn thay đổi vị trí, chúng ta muốn thay đổi kích thước, chúng ta muốn thay đổi cái phần cho hiển thị hay không hiển thị, thì chúng ta rất là nhanh, chúng ta có thể là khôi phục lại cái trạng thái ban đầu rồi chúng ta điều chỉnh lại là cái chỗ nào được hiển thị, chỗ nào không đấy. Chứ còn những cái phương pháp làm việc mà chúng ta cắt hoàn toàn một cái gì đó đi, nếu mà chúng ta thay đổi ý đồ mà chúng ta làm cho nó to hơn hay bé đi, hay là chúng ta thay đổi vị trí đặt của nó, thì tất cả những cái thao tác mà cắt đi trước đó nó sẽ làm cho cái bức hình nó không còn hợp lý khi mà chúng ta chuyển đổi vị trí hoặc là kích thước nữa đấy, tại vì là đã có một phần mất đi rồi. Thế tương tự như thế thì sau khi giới thiệu nhanh thì các bạn có thể hình dung đây, sau đó thì các bạn có thể xem tiếp một cái bài nữa. Thực ra thì đến phần này thì đã có hàng loạt các bài phía sau nó đều dính dáng tới cái kỹ thuật là che giấu này rồi. Ví dụ như bài này cũng là một cái dạng như thế này. Các bạn sẽ thấy là tôi có một số các cái hình ảnh. Đó. Đây. Thế thì tôi có một cái hình ảnh gốc thứ nhất, một hình ảnh thứ hai là chỉ có mặt nước này thôi. Hình ảnh thứ ba là có một chim này, và cuối cùng là sau khi mà chúng ta xử lý thì các bạn thấy là đây là một cái bài tổng hợp tương đối là nhiều thứ ở trong này. Thứ nhất là đưa mặt nước này vào đây thì chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật che chắn bằng mặt nạ hoặc là bằng một cái cách nào đó đủ để thay thế được cái nước gốc bằng một cái nước mới. Trong này thì chúng ta lại thấy thêm một cái đoạn nữa là cái gì đấy ạ? Bài gốc là chỉ có một con trâu thôi đúng không? Thế trong trường hợp này là chúng ta có thêm một con trâu nữa xuất hiện. Thì đây là một cái cách nào đó là để nhân bản, nhân bản, chọn lựa nhân bản. Đấy. Rồi có dính đến chữ, có dính đến những cái điều chỉnh về thao tác transform, vân vân. Thế thì bây giờ tôi sẽ đưa một số các cái bài tập mà liên quan. Có lẽ tôi đưa một loạt luôn tất cả những bài tập nào liên quan có thể sử dụng tới cái kỹ thuật che chắn bằng mặt nạ này, hoặc là các cái kỹ thuật che chắn khác, thì tôi sẽ đưa hết lên một lượt. Các bạn sẽ lấy xuống và các bạn thử nghiệm, tùy chọn cái mục bài nào các bạn thử nghiệm. Vướng đâu thì chúng ta sẽ cùng trao đổi nhau đến đây.